Chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là một pin rất đẹp và cực kỳ hiếm của BlackBerry. Đó là pin BlackBerry GS1, dùng cho các cái đời máy dòng Cover, ví dụ như là 9320, 9220 hay 9720 đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Hiện tại di động cao cấp.vn đang đơn vị cung cấp tất cả các loại pin của BlackBerry nói chung và pin của BlackBerry GS1 nói riêng. Theo mới với các bạn, khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến pin của BlackBerry GS1, lỗi hỏng, pin phồng rộp, pin khởi động lúc lên lúc không, hay là pin báo ảo, không có điện, dùng nhanh hết, đó là dấu hiệu cơ bản nhất báo hiệu pin của BlackBerry GS1 đã lỗi hỏng, cần phải thay mới. Hiện tại di động có các cấp.vn có mọi loại linh kiện trên GS1 nói chung và pin của máy nói riêng. Thay mới với các bạn, quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động có cấp.vn hoặc liên hệ 024 66 750 99, kỹ thuật viên từ di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Đối với khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn, vì các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD, chúng tôi chuyển pin đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được pin, quý hàng thanh toán tiền cho bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu về pin của BlackBerry đang có bán tại di động cao cấp.vn. Mọi thắc mắc thêm xin vui lòng truy cập trực tiếp vào website www.didongcaocap.vn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.